Rất hân hạnh được gặp lại bà con và quý khán giả trong tiết mục Syngenta Thông tin Nông nghiệp. Thưa bà con và quý khán giả, giai đoạn lúa làm đồng đến trổ chính, nhiều bệnh hại có thể xuất hiện làm ảnh hưởng đến năng suất. Trong đó đáng chú ý là bệnh đào ôm, đớm dằn, lem lép hạt. Để góp phần giúp kiểm soát hiệu quả các bệnh hại này, đồng thời giúp lúa trổ rộ, giàu chắc lúa, cán bộ kỹ thuật của công ty Sincenta có những lưu ý trên lúa giai đoạn này như sau. Mời quý bà con và quý khán giả cùng tham khảo. <laughs> chào quý bà con thì hiện nay trên cái đồng ruộng của chúng ta đang ở giai đoạn đồng trổ đến chín để có được một cái ruộng lúa mà nó chín bông đẹp như thế này và cái hạt lúa nó chắc từ ở ngoài đầu bông cho tới trong cài như thế này thì đó là một cái quá trình mà chúng ta cần phải chăm sóc trên cái đồng ruộng rất là nhiều à, đó là ở cái giai đoạn mà từ lúc làm đồng khi mà lúa nó chuẩn bị có tim đèn chúng ta đã phun thuốc rồi À, chúng ta quản lý sạch bệnh hại thì đến cái giai đoạn mà lúa nó à, ở giai đoạn gọi là đồng no, tức là khi mà cây lúa nó còn đâu đó khoảng trước khi trổ khoảng 10 ngày, à, chúng ta sử dụng cái sản phẩm Freelet Extra 325 SC để chúng ta phun à, giúp cho cái cây lúa của mình sạch cái bệnh và nó giúp cho cái việc là hạt phấn nó được mạnh khỏe hơn à, để nó à, có thể à, khi mà cái bông lúa nó trổ ra nó giao phấn được tốt hơn thì nó hạn chế cái tỷ lệ lép dọc đường. À bên cạnh đó thì đến cái giai đoạn lúa nó trổ lẹt xẹt, chúng ta cũng cần phải thăm đồng thường xuyên xem là có cái áp lực của bệnh đạo ôn cao hay không và cũng như cái lem lép hạt nếu có cái bệnh đạo ôn cao thì chúng ta nên tiến hành phun cái giai đoạn này bằng cái sản phẩm Fidia 525SE để quản lý tốt cái bệnh đạo ôn trên đồng ruộng và bên cạnh đó thì đến cái giai đoạn sau khi lúa nó trổ điều đây là một cái giai đoạn mà cái cây lúa nó rất là mẫn cảm đối với cái bệnh hại tại vì khi mà lúa nó trổ điều lên thì có thể là đạo ôn cổ bông nó tấn công đạo ôn nhánh vé đạo ôn cuốn hạt cũng như là cái lem lép hạt và cái vàng lá chín sớm đốm vằn nó đều tấn công gây hại để làm ảnh hưởng đến năng suất thì với à, Syngenta có một cái giải pháp cho bà con chúng ta quản lý cái bệnh hại ở giai đoạn lúa sau khi trổ điều đó là chúng ta sử dụng cái Amitatop à, 325 c à, phun để quản lý cái đốm vằn lem lép hạt và vàng lá chính sớm à, nếu như có đạo ôn thì chúng ta có thể cộng thêm cái filia để chúng ta phun với à, cái liều lượng là filia là 0.5 lít trên một hecta và cái Amitatop cũng liều 0.5 lít trên một hecta với cái giải pháp này thì nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý tốt được những cái bệnh hại do nấm gây ra trên đồng ruộng của mình để giúp cho chúng ta có được một cái cây lúa nó bông nó nó quằn bông già cái lá nó xanh khỏe đẩy cái hạt gạo vào chắc tốt và nó sẽ chắc từ đầu bông cho tới cái cậy như thế này và nhân dịp năm mới sắp tới năm 2022 xin chúc bà con một cái năm mới đạt được vụ mùa bội thu và vạn sự như ý.